Ông ấy dạy cách cầm tay hả? Vâng. Wow. Ừ. Định chơi đến tối à? Ấy. Ấy quá, ấy cao quá. Nhẹ nhàng. Cái dây nào dài hơn thì khó hơn đúng không? Ừ. Ừ. Nhị thôi. Đứa còn chọc lỗ nữa. Ui. Nhưng mà làm sao nhìn được lỗ mà cháu? Không biết. Bốn. Hên sung. Chị cũng muốn chơi.